đi đến lại xong rồi tăng buồn. Ai đồ ăn không làm sao được cái đấy, muốn quay tải cái này không đấy. Em thấy anh cũng nhảy ở đây. Cháy rồi. Lắm rồi. Em còn từ đấy đủ mà nó cháy thì anh cũng biết cháy. Tàu kêu phát điên luôn là cháy hay là không? Tí đến lại xong rồi. Tăng của sắn thì thiếu gì sắn. Tí đến lại thử đủ không? Người ta được nhiều cầu. Có to với cho quân dụng cũng qua đâu em? Nhưng người ta lấy không. Hôm mai đi chưa? Đây là 29 con. Kiểu đến mưa đấy. Năm chín nhỉ, năm chín đấy là thứ một quả. Nó nổ nó khói ra, không ra quả quả chúng. Tập nhiều quá. Ừ. Thì đi ấy mà em để em đi, xem nó để nhiều nó khóc. Đây mẹ nuôi con trấu rồi. Dạ, đợt này á, về mùa chết thì lấy thật nhiều rồi, cả trộn cả ngoài vườn luôn. Cái này có vùng. Người cuối luộc ăn em vừa nấu cái chuối canh mới ngon. Chuối mình là nấu đinh là nó cọc dưới chọc phát một cái. Cái này là gì nhỉ? Hả? Chắc không phải chắc to đâu, chắc cũng loại chắc đồng mà. Chắc đỏ ấy. Nhưng mà nó có một đầu rất dễ lột ra. Bọc đầu bé trước. Xong là mình lột một phát là cả nửa quả luôn ấy. Bánh bánh trộn hết, gần như là mình trộn hết luôn. Bánh bùa thả lên trên. Khỏi. Chỗ này, chỗ ra chỗ kia mình có nghĩa là xung quanh là phải là những thứ ăn được. Đúng rồi. Đấy, chọn làm quả. Không có chất đỏ đâu, chất chắc vàng vàng. Ờ, màu vàng vàng đấy. Đấy, con đấy không phải đỏ, đỏ nó phải đỏ chót chứ. Không, màu cũng là màu, cũng là chất màu. Màu. Cái này em chưa trơm câu cá đúng rồi nhỉ? Đúng rồi. Trứng sống thì bóc ra nó. Trứng sống bóc được cái gì?
Đâu là trứng, đâu là quả gì đúng không? Ừ. Bóc trứng sống không chịu rồi. Này không biết có ăn được không? Này gặp cái con gì nhỉ, con đội mũi lưỡi chai đằng sau ấy. Chắc phun muốt. Con này à, học sáng à? Học sáng này em, hồi trưa nay 12 rưỡi mới về. Mệt quá về chắc phải ngủ tải, đi khó rồi. Bé nhưng mà nó lại nó kéo lại được cái gầy. Nhưng mà yếu đấy, đạp nhiều nó mệt. Thì qua thì em cái béo như thế thì làm sao được. Cái đấy muốn quay là để cho nó ấy, mình có người phụ nữa làm cho tầm 3 người. Nó thôi đúng không? Thế ăn hụng. Đây còn ăn hụng, quay cảnh ăn hụng đấy. Càng rửa cái càng đấy. Nước nã chứ có vào. Được rồi. Em không biết là làm món gì. Chắc này các chị cũng xay một lần hay sao. Này là xay một lần. Ừ, chị rất to. Cứ gọi hai món giò để hai món giò thì cuốn đi. Ra luôn, tải tay cháu rồi này. Đấy. Xinh quá. Tay đổi tay. Dùng hai tay vào, cho bột mình đổ vào. Cho tay. Cắt cái thịt.
kêu xong rồi đấy chưa? Xong rồi đấy mang đi cho em chiên luôn. Sao về lát rồi đang ngồi để bổ hết đi. Chỉ này là số to. Người đau thương. Tôi muốn làm về gặp đi xuôi đi ngoài về không? Nghe được đi đâu? Ngọt. Mẹ ở đâu à? Mẹ ở đâu à? Nó thật ngon ha. Tí về chứ hả? Đúng. Đã hiểu này. Không khóc không? Ngạ. Ba đang không biết bát gì. Con đi ra. Mèo mà quay à? Cái này đủ mà nó rắn nó hiểu hả? Đủ nó rắn nó hiểu. Đúng rồi. Chín mà.